Christine Sa xin chào mừng quý khán thính giả trở lại với chương trình Heart to Heart với Christine. Và cũng xin kính mời quý vị hãy tiếp tục tâm sự cùng với Christine với anh nam ca sĩ Mai Thanh Sơn. Một kỷ niệm rất là đặc biệt trong cuộc sống của Nick. Coi như nó đã trở thành một phần của cuộc sống và chắc có lẽ là sẽ không bao giờ mà không bao giờ có gì có thể thay thế được cái kỷ niệm đó. Đó là một cuộc khi đó thì Nick mới có 21 tuổi thôi. Và có quen với một người con gái, một người rất là đặc biệt. I don't know what to say. I don't know how to start. It doesn't matter. Whatever way is comfortable. So you fell in love. Yeah. Có thể nói là Nick và người con gái đó yêu nhau một cách có thể là hơi lạ hơn người bình thường một chút. rất là điên cuồng. And one day I was down on my knee and cầu hôn với người con gái đó. Mặc dù lúc đó mình chỉ mới có 21 tuổi thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình không nghĩ lúc đó là mình vội vã hay là đó chỉ là một cái cảm giác nhất thời. Nếu như mà Nick có thể chọn để mà quay ngược thời gian đó, I would still do the same. Có nghĩa là không hối hận gì hết. Không hối hận. And yes, she was happy and you know, accept my propose. I know this love of mine will never die, and I love her. What happened? Couple months later, I was gonna be a daddy. I was so happy because my life was stable enough to take care of her and my kid. I was ready. Nhưng mà trong cuộc sống của mình thì chắc có lẽ là mọi chuyện không có bao giờ đơn giản như vậy. So we found out that she got cancer. She was my age. Cho nên là không có thể nào giữ baby được. Một cái cảm giác là mình không biết phải làm sao nữa. Tất nhiên là cái lúc đó cái suy nghĩ lớn nhất của mình là làm sao phải giữ được cái người con gái đó. Thì thời gian đó mình chỉ ở trong nhà, ở trong phòng, cái suy nghĩ miên man vậy đó, không có làm cái gì hết đó. Chỉ có phòng và 4 bức tường thôi. Có nhiều khi á, chỉ gọi phone qua bên này nửa tiếng đồng hồ chỉ khóc thôi, không có làm gì hết, không nói một tiếng nào hết, mà cũng không có cho biết là đang ở đâu. Thực sự lúc đó mà nếu như mà Nick mà có biết, mà có đi qua Norway được thì cũng không có biết được chị đang ở đâu hết, tại vì chỉ muốn một mình thôi. Nghĩa là Nick không có giúp được. Không làm gì được, mình bị bất lực rồi. Mình không biết phải làm gì cả. Thôi, mình lỡ mất nhau rồi, nát đi hy vọng ban đầu. Sao nụ cười tươi thắm ngờ.
tôi